chở ông bà tổ tiên của mình là hồi đó tới giờ nó lại vậy rồi. Thì mỗi năm thì cũng là ngày nào cũng vậy thôi, cái ngày này ngày 10 tháng 10 là ngày đầu năm là của ông thần tài và của ông đẻ, là phải chỉ có cá lóc thôi chứ không ngoài ra không có gì hết. Nó gồm rau sống, rồi giấy tiền vàng bạc, rồi nhang đèn, để cho là một bộ của bộ đồ cúng của thần tài của mình.